Thông báo về hàng các bác ơi, cái bát 40 giờ xếp con 76 này thì các bác lâu rồi mới được em giới thiệu, và hôm nay thì em về hàng và em đi luôn cho khách hàng để lắp loa kẹo kéo nhá. Loa kẹo kéo nó combo 40. Bát 40 giờ xếp từ 190 con 76. Nếu như anh em có thể sử dụng các cái dòng loa kéo có thể đánh súp hơi 40. Đây em đang đập hộp một cái chiếc bát 40 giờ xếp này. Anh em có nhu cầu đánh một cái thì đánh một cái, đây em được trực tiếp đập hộp cho anh em xem. Loa là loa của Trung Quốc và hàng đẹp cho anh em cùng chơi. Cái cấu hình ngày hôm nay, đây là cái combo loa kẹo kéo. Loa kẹo kéo này phải đánh bằng đẩy nhá, vì là cái combo này bác khách này bác ý lấy về để bác ý ráp bằng đẩy đấy các bác nhá. Bát 40 giờ xếp màng sơn dầu bóng gân 3 gân, màng sơn dầu bóng gân 3 gân. Bát 40 từ 19 con 76 các bác nhá, từ 19 con 76 lít gù viền xanh, từ 190 con 76. Và tép của nó là tép neo. Đấy, bộ này thì ghép với cả tép neo. Tép neo bi giờ xếp 450. Côn dẹt neo bi giờ xếp. Bi của nó được mạ chrome này, bích 7 màu. Và phân tần của nó là phân tần BL2 có 2 trở nhôm và một bóng câu chì để chống cháy. Ra một bát một chiếc này. Cái combo này em giao cho khách hàng là 3,4 triệu một bộ combo này, được bao ship gồm có bát chiếc phân tần và là bát của nó là bát neo các bác nhé. Còn các bác sử dụng cái bát 40 giờ xếp này từ 220 con 100 này. Đấy. Côn 100 từ 220, từ rất dày luôn, từ viên từ rất là đẹp, lõn nà. Kẹp lỗ thép trắng, màng xếp ni lượng sóng gân 3 gân. Đấy. Một chiếc bát này thì có giá 1,3 triệu, thì hôm nay thì anh em có thể là sử dụng cho các dòng loa kẹo kéo hoặc là cái dòng này mà đánh karaoke gia đình rất là tuyệt vời. Vì là dùng bát 40 tép 450 mà. Nếu như ta đánh sự kiện hoặc ta đánh không gian lớn hơn, ta có thể ghép với cả tép 750 và ghép với bộ phân tần khác. Còn hôm nay là em ghép với cả bộ loa kẹo kéo di động nhá. Thì các bác có thể là ghép là hai bát và một súp 40 hoặc là một súp 50, tùy. Anh em càng chơi mạnh hơn thì thay đổi là bát súp 50 và tép 750. Còn anh em chơi nhỏ nhẹ hơn thì tép 450. Đấy. Các bác không cần súp cũng được. Còn đâu anh em có thêm súp thì ghép tép to hơn. Đấy, thì anh em có nhu cầu đến combo loa kẹo kéo 40 giờ xếp con 76 và tép neo giống như bác khách này thì anh liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng nhé. Các bác đặt với các cái dòng mạch loa kéo thì các bác phải hỏi trước là bên bán mạch là chạy đến bát từ bao nhiêu, côn bao nhiêu để mình chơi nhá.